chúng tôi là linh mục Phêrô, Trường Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này thuộc lại rằng khi ấy các tông đồ họp mặt bên Chúa Giêsu và thuộc lại với người tất cả sự việc mà các ông đã làm và đã giảng dạy, người liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút, vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thời giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương vì họ như đàn chiên không có người chăn và người dạy dỗ họ nhiều điều. Chúng ta vừa lắng nghe phúc âm thuộc lại việc Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Thông thường thì khi nghe Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, thì chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến nhu cầu cần được nghỉ ngơi và thư giãn của các môn đệ. Điều này rất đúng và rất cần thiết. Nhưng việc nghỉ ngơi ở nơi thanh vắng không chỉ dành riêng để bồi dưỡng thể xác, mà việc lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi cũng là lúc mà các môn đệ trở về với Chúa và với chính mình. Cho nên trong phúc âm Chúa Giêsu không có bảo các môn đệ hãy xuống những nơi phồn hoa đô thị để giải trí, mà Chúa bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng. Bởi vì trong sự thanh vắng, các môn đệ mới có dịp gặp gỡ Thiên Chúa và có dịp phản tỉnh các công việc mục vụ của mình. Phúc âm kể lại rằng, các môn đệ lần đầu tiên được Chúa Giêsu ban cho quyền năng trên các thần ô uế và sai đi rao giảng tin mừng ơn cứu độ, chữa lành rất nhiều bệnh nhân và xua trừ ma quỷ. Khi các môn đệ thi hành những quyền năng trên ma quỷ, thì ma quỷ đều khiếp sợ. Khi các ngài đi rao giảng, thì các ngài gặt hái được sự thành công. Khi các ngài cầu nguyện xin ơn chữa lành cho dân chúng, thì phép lạ xảy ra. Cho nên các môn đệ vô cùng mừng rỡ và các ngài đã quay trở về báo cáo cho Chúa Giêsu những thành quả tốt đẹp mà các ngài đã gặt hái trên bước đường rao giảng. Điểm đặc biệt ở đây là lúc đó Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây không chỉ đơn giản là việc giải lao, mà khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng là để các môn đệ có cơ hội cầu nguyện và phản tỉnh về những công việc mục vụ của các ngài. Bởi vì chỉ khi nào các môn đệ có dịp cầu nguyện và phản tỉnh thì các ngài mới nhận ra những chân lý cần thiết cho đời sống đức tin và mục vụ của các ngài. Ví dụ như khi cầu nguyện và phản tỉnh thì các môn đệ sẽ nhận ra rằng các ngài cần phải biết nương tựa vào Chúa. Còn nếu các môn đệ không biết cầu nguyện và phản tỉnh thì các môn đệ sẽ mất định hướng và nghĩ rằng những điều kỳ diệu mình đã làm là do khả năng của mình đây là một bài học vô cùng quan trọng và hữu ích cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta ngày nay bởi vì trong khuynh hướng ích kỷ và tự cao của con người chúng ta dễ dàng nghĩ về bản thân của mình và dễ dàng quên đi nguồn ân sủng mà thiên chúa đã thương ban khi các môn đệ được trao ban năng quyền để rao giảng phúc âm được trao ban năng quyền trên các tà thần, được làm những phép lạ mà chính các ngài cũng không ngờ, được dân chúng cảm phục và kính trọng, thì dần dần các ngài sẽ nghĩ là bản thân mình có những khả năng phi thường như vậy. Các ngài sẽ quên rằng tất cả những gì mình có là do Chúa ban. Vì thế mình phải biết nương tựa vào Chúa. Cho nên để học biết nương tựa vào Chúa, các môn đệ cần phải có những giây phút yên tĩnh và thanh vắng để tâm hồn các ngài được hướng lên Chúa một cách mật thiết hơn để các ngài nhìn lại công việc của các ngài mà rút tỉa những kinh nghiệm cần thiết trong sự yên tĩnh và thanh vắng các môn đệ mới có dịp nhìn lại những lỗi lầm những thiếu sót trong công việc mục vụ của mình trong sự thanh vắng các ngài mới có dịp nhận ra rằng sức người có hạn những quyền năng mà các ngài có là do Chúa ban chứ không phải của các ngài. Cho nên các ngài phải biết nương tựa vào ân sủng của Chúa. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, là Chúa muốn các môn đệ và chúng ta ngày nay hãy biết dành thời giờ yên tĩnh để gặp gỡ Thiên Chúa và trở về với chính tâm hồn của mình. Đặc biệt là đối với chúng ta ngày nay, khi cuộc sống mỗi lúc công việc càng nhiều mà thời gian thì dường như ít lại, Chúng ta cần phải có thời gian yên tĩnh hơn bao giờ hết Đối với các linh mục của giáo phận Đức giáo mục bắt buộc mỗi tuần phải có một ngày nghỉ Và hàng năm các linh mục phải về tĩnh tâm chung với nhau Còn đời sống cầu nguyện riêng với Chúa là mỗi ngày Khi các linh mục biết sống cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa Thì các ngài sẽ nhận ra rằng Các ngài cần phải biết nương tựa vào Chúa nhiều hơn nữa đối với các tín hữu cũng vậy nếu chúng ta không biết dành thời giờ để cầu nguyện để gặp gỡ chúa và để phản tỉnh thì chúng ta sẽ không tiến bộ được và chúng ta sẽ rất dễ dàng lầm đường lạc bước chúng ta sẽ trở nên cao ngạo và nghĩ rằng những gì mình có là do mình có khả năng phi thường chúng ta sẽ quên rằng chính chúa đã ban cho chúng ta cha ông chúng ta ngày xưa cho dù các ngài chưa được biết Thiên Chúa một cách rõ ràng mà các ngài còn biết dạy chúng ta rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có nghĩa là cho dù con người mình có tính toán, có làm hết khả năng mình thì người thật sự làm cho công việc mình được thành công là ông trời. Cho nên trong những giây phút thanh vắng của cầu nguyện và phản tỉnh, chúng ta mới có dịp nhận ra rằng chúng ta cần phải biết nương tựa vào Chúa khi đọc trong kinh thánh chúng ta sẽ nhìn thấy những tấm gương rất thành công bởi vì họ biết nương tựa vào chúa chẳng hạn như tấm gương của david khi david còn ở trong quân đội của vua sao lê lúc đó quân lính của goliath đang nghinh chiến với quân của vua sao lê vua sao lê không đánh thắng nổi goliath bởi vì vua sao lê chỉ dựa vào sức mạnh của mình và ông chỉ dựa vào những quân lính và khí giới của ông Thế nhưng khi vua Sao Lê sai David đi đánh Goliath Thì David biết nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa David đã biết rằng Đối với sức người Thì ông không thể nào thắng nổi một kẻ thù như Goliath Cho nên David đã đặt niềm tin tưởng và tín thác nơi Thiên Chúa Sách Samuel kể lại rằng David đã đánh thắng Goliath Một đối thủ mà chính vua Sao Lê không địch nổi Theo cách nhìn của người đời thì David đã đánh thắng Goliath dựa trên khả năng chiến thuật và tài điêu luyện bắn ná của David. Nhưng chính David thì xác định ngược lại. Ông đã nói rằng, sở dĩ ông đã chiến thắng được Goliath là vì ông biết nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Phải, David đã chuẩn bị hết mọi sự. David đã tốn bao nhiêu thời gian để nghiên cứu kẻ thù của mình. Chính ông đã chọn lấy những viên đá để ông bắn vào Goliath. Nhưng trong tất cả mọi việc David làm, ông đã biết nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Ông đã biết tin tưởng rằng khi Thiên Chúa cùng chiến đấu với ông thì ông sẽ chiến thắng được kẻ thù. Vào thời của Chúa Giêsu cũng vậy. Khi các môn đệ trở về báo cáo cho Chúa Giêsu về những thành quả ngoài sức tưởng tượng của các ngài, Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Chúa Giêsu muốn các môn đệ có thời gian để tĩnh tâm và cầu nguyện, để các ngài nhận ra rằng tất cả những thành quả đó là do ơn Chúa ban, để các ngài biết nương tựa vào Chúa một cách mật thiết hơn nữa. Đây là một bài học thiêng liêng vô cùng ý nghĩa cho tất cả mọi người chúng ta ngày nay. Bởi vì khi công việc được trôi chảy, khi chúng ta có sự thành công, thì chúng ta dễ dàng nghĩ rằng đó là do khả năng và công sức của mình rồi dần dần chúng ta quên nương tựa vào thiên chúa cho nên phúc âm tuần này nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng dù là linh mục tu sĩ thiện nguyện viên hay bất cứ ai chúng ta cần có những giây phút thinh lặng để cầu nguyện và để phản tỉnh chúng ta cần được nhắc nhở rằng trong tất cả mọi công việc mà chúng ta đang làm chúng ta đang rất cần chúa bởi vì chỉ có chúa mới mang đến cho chúng ta kết quả tốt đẹp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Và chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta chiến thắng được những kẻ thù nguy hại cho tâm hồn của chúng ta. Ngày xưa các môn đệ đã được Chúa Giêsu hướng dẫn vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và để phản tính. Thì ngày nay cũng vậy. Mỗi người chúng ta hãy biết dành thời giờ để cầu nguyện và phản tính. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu Chúng ta hãy biết dành thời giờ để đến với Chúa Nếu chúng ta muốn được thành công trên đường đời Thì hãy biết nương tựa vào Chúa Bởi vì mưu sự tại nhân Thành sự tại thiên Thiên Chúa mới chính là sự thành công của chúng ta Cho nên chúng ta hãy biết đến nương tựa vào Chúa Trình phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Du Xe đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo sứ Thánh Xu Xe, .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.